Chào bạn, trong ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sự liên hệ giữa công thức Doppler với cái nguyên lý hoạt động của máy siêu âm và một số ứng dụng của cái nguyên lý này. Đấy, chúng ta phân biệt khác nhau giữa siêu âm chẩn đoán và siêu âm điều trị. Thì đầu tiên là cái hiệu ứng, cái công thức Doppler là gì? Và hiệu ứng Doppler là gì? Hiệu ứng Doppler là khi mà khoảng cách giữa nguồn phát và nguồn thu siêu âm cố định thì tần số siêu âm nhận được tại nơi thu sẽ bằng đúng với tần số tại nơi phát. Nhớ nhé, tần số tại nơi thu sẽ bằng đúng tần số tại nơi phát. Nhưng trong quá trình thu phát, khoảng cách nó thay đổi thì tần số siêu âm nhận được tại nơi thu khác với tần số siêu âm nhận được tại nơi phát. Đấy. Doppler là một cái hiện tượng thay đổi tần số của sóng khi có sự dịch chuyển tương quan giữa nguồn nguồn phát sóng và người quan sát. Tần số sóng phản hồi tăng lên khi nguồn phát sóng hoặc là người quan sát tiến lại gần, và tần số này sẽ giảm xuống trong trường hợp ngược lại. Tóm lại là gì? Tóm lại là Doppler là một cái hiện tượng thay đổi tần số của sóng. Tần số sóng phản hồi sẽ tăng lên khi cái nguồn phát sóng hoặc là cái người quan sát tiến lại gần, và nó sẽ giảm trong trường hợp ngược lại. Công thức Doppler được tính như thế nào? Công thức Doppler sẽ được tính bằng hiệu số của hai tần số sóng phản hồi và tần số sóng phát đi. Có nghĩa là chúng ta lấy cái tần số của sóng phản hồi đấy, chúng ta trừ cho tần số sóng phát đi, cái FR này, trừ cho F0. Đấy, là nó ra cái công thức Doppler. Trong đó delta F là tần số Doppler, F0 là tần số phát đi, FR là tần số sóng phản hồi, V là vận tốc của dòng máu, C là tốc độ của sóng siêu âm trong cơ thể. Như thế chúng ta có thể còn quên một đại lượng nữa, đó là alpha. Nó là cái góc gì? Alpha là góc giữa chùm siêu âm và cái mạch máu. Đấy, như thế thì chúng ta có thể phát biểu như sau: tần số Doppler sẽ bằng tần số của sóng phản hồi trừ cho tần số của sóng phát đi, và nó cũng chính bằng hai lần tần số của sóng phát đi nhân với vận tốc của sóng siêu âm trong cơ thể. Vận tốc của sóng siêu âm trong cơ thể nhân với cos alpha chia c. Trong đó đại lượng alpha là cái góc giữa sóng siêu âm và mạch máu, c là tốc độ của sóng siêu âm ở trong cơ thể. Mình nhầm cái V đây. V đây là vận tốc của dòng máu. Mình nhầm nhé. Cái C là tốc độ của sóng siêu âm trong cơ thể. Đấy. Còn cái V này chính là vận tốc của dòng máu. Như thế, cái tần số Doppler bằng hai lần tần số phát đi nhân với vận tốc dòng máu nhân cho cos alpha chia cho C, trong đó C là tốc độ của sóng siêu âm trong cơ thể. Thì từ công thức Doppler chúng ta rút ra được điều gì? Từ công thức Doppler chúng ta rút ra được một điều, đó là tần số Doppler delta F tỷ lệ thuận với dòng chảy. Delta F có giá trị lớn nhất khi nào? Khi cái chùm tia nó song song với dòng. Có nghĩa là khi cos alpha nó bằng 1, delta F nó có giá trị lớn nhất khi cos alpha bằng 1. Có nghĩa là chùm tia siêu âm nó song song với dòng chảy của máu đấy. Chuyển động của các tế bào máu sẽ làm thay đổi tần số của sóng phản hồi về đầu dò. Do vậy, tần số của sóng truyền đi và tần số của sóng trở về là nó khác nhau. Chúng sẽ lệch pha với nhau. Khác với siêu âm A, B và M, trong siêu âm Doppler, máy không xử lý tín hiệu sóng phản hồi thành hình ảnh, mà chỉ ghi nhận sự thay đổi tần số do hiệu ứng Doppler xảy ra khi chùm sóng siêu âm phát ra và gặp hồng cầu chuyển động trong mạch máu đang tiến lại gần hoặc là đi ra xa đầu dò. Đấy. Nó chỉ nhận ra sự thay đổi tần số
do hiệu ứng Doppler xảy ra khi chùm tia siêu âm ấy nó gặp các hồng cầu chuyển động đó có thể đi xa hoặc là gần đầu dò. Vậy thì một số cái ứng dụng của nguyên lý Doppler này là nó như thế nào? Nó có thể ứng dụng như sau. Đó là trong y tế thì siêu âm Doppler được ứng dụng để làm siêu âm mạch máu. Trong quân sự thì siêu âm Doppler người ta dùng để thăm dò mục tiêu chuyển động trên không và trên mặt đất, đặc biệt là dùng cho tàu ngầm. Trong thiên văn thì kính thiên văn có lắp thêm cái bộ phận thu phát Doppler nhằm để thăm dò các vật chất chuyển động bằng hình ảnh. Hướng ra xa thì nó màu xanh và hướng lại gần thì nó màu đỏ so với trái đất. Trong xã hội thì có súng bắn tốc độ, máy đo đạc, giao thông. Đấy. Một câu hỏi được đặt ra đó là siêu âm chẩn đoán và siêu âm điều trị nó khác nhau như thế nào? Thì mình có làm một cái bảng so sánh như sau. Đây. Chúng ta có những cái tiêu chí để chúng ta so sánh là tần số, bước sóng, cấu tạo chính và đặc điểm thiết kế. Trong chẩn đoán thì tần số của nó là thường thường là tần số cao. Đấy. Còn trong điều trị thì tần số của nó là tần số thấp. Bước sóng trong chẩn đoán là nhỏ. Chính vì bước sóng nhỏ cho nên tần số nó cao đúng không? Còn trong điều trị tần số thấp thì bước sóng nó phải phải lớn. Cấu tạo thì có trong chẩn đoán thì có bộ phận phát và bộ phận thu. Trong điều trị thì chỉ có bộ phận phát thôi. Đấy. Trong điều trị không hề có bộ phận thu. Bởi vì chúng ta chỉ cần điều trị thôi, chúng ta đâu đâu cần khảo sát cái gì đâu, đâu cần khảo sát cái hoặc là thu nhận được cái tín hiệu gì đó đâu. Đấy. Còn trong trong điều trị thì người ta dùng tần số thấp, nếu mà dùng tần số cao thì nó không ổn. Đấy. Nếu dùng tần số cao thì nó sẽ phát sinh ra nhiệt, mà khi mà phát sinh ra nhiệt thì sẽ nguy hiểm cho bệnh nhân, hoặc là có những cái biến chứng nào đó mà nó có thể xảy ra thì sao. Đấy. Cấu tạo chính như mình vừa vừa nói, đặc điểm thiết kế thì trong chẩn đoán nó nhỏ nhỏ gọn, linh hoạt, phù hợp với từng loại đầu dò thăm khám. Còn trong trong điều trị thì thiết kế cố định là cơ hữu, với điều kiện là tập trung sóng siêu âm tốt nhất vào một khu vực điều trị nhất định. Có nghĩa là chúng ta thiết kế cố định và tập trung cái sóng siêu âm vào một cái vị trí nào đó. Đấy. Để cho nó điều trị tốt tại cái vị trí đó. Nó sửa chữa tốt tại vị trí đó. Nó làm lành vết thương tốt tại vị trí đó. Như vậy là mình vừa điểm qua những cái vấn đề về Doppler, nguyên lý Doppler, ứng dụng của nó, sự khác nhau khi mà chúng ta ứng dụng cái siêu âm Doppler này. Và hẹn gặp lại bạn ở cái buổi chia sẻ kiến thức lần tiếp theo.